Đố các bạn biết Ấn Độ là nước giàu hay nghèo? Nếu các bạn biết, ngày 23 tháng 8 năm 2023, Ấn Độ chính thức trở thành một trong năm quốc gia đưa được người lên mặt trăng, thì chắc bạn sẽ biết đây không phải là một nước nghèo rồi. Chưa hết thì CEO của Google, Sundar Pichai, là một người gốc Ấn, và rất nhiều nhân tài của ngành công nghệ thông tin sinh ra và lớn lên và phát triển sự nghiệp ở Ấn Độ thì chẳng ai dám coi thường tiềm lực của đất nước này cả. Từ những năm 2000, nước này chỉ có 9 tỷ phú đô la, thế nhưng hiện nay con số này đã tăng lên 119 tỷ phú. Thế nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Nếu quan tâm một chút về đất nước Nam Á này thì bạn sẽ thấy rất nhiều hình ảnh đói khổ, lạc hậu và những hủ tục mê tín dị đoan. Vậy tại sao lại có sự tương phản rõ rệt như thế ở xã hội Ấn Độ? Và rồi thì nó sẽ dẫn tới hệ quả gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Vào năm 2018, bộ phim Triệu Phú Ổ Chuột ra đời. Nội dung bộ phim khá đặc biệt và thú vị khi nó lấy bối cảnh chủ yếu là những khu ổ chuột tại Ấn Độ. Nhân vật chính Jamel Malik mồ côi mẹ trong một cuộc bạo lực tôn giáo. Cậu phải lang thang ở khắp các nơi rác rưởi để kiếm sống. Và rồi cơ duyên đã đưa Jamel đến chương trình Ai Là Triệu Phú, phiên bản Ấn Độ. Cậu bé có xuất thân bần hàn, bỗng trở nên nổi tiếng khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi để đi đến câu cuối cùng trị giá 20 triệu rúp, tương đương với 400.000 đô la Mỹ. Trước thử thách cuối cùng này, chương trình bỗng thông báo hết giờ và đợi tuần sau tiếp tục. Sau đó thì Jamel bị ban tổ chức Ai Là Triệu Phú nghi ngờ gian lận trong cuộc thi nên đã báo cảnh sát bắt giữ. Khi bị tra hỏi bằng vũ lực, cậu đã thú nhận rằng tất cả các kiến thức của mình có đều do kinh nghiệm sống qua các khu ổ chuột và kể cả qua những lần suýt mất mạng. Bộ phim là một bức tranh sinh động về những góc khuất xã hội đầy rẫy những bất công của Ấn Độ. Nhờ sự khắc họa đầy tính nhân văn mà Triệu Phú Khu Ổ Chuột đã xuất sắc giành giải Oscar cho phim hay nhất vào năm 2008. Qua bộ phim này, chúng ta chợt nhận ra sự chênh lệch giàu nghèo có thể tồn tại ở mọi nơi, thế nhưng nó lại cực kỳ sâu sắc tại Ấn Độ. Vào năm 2002, nước này chính thức trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, với GDP đã vượt qua rất nhiều cường quốc như là Anh, Pháp, Italia, Nga. Thêm vào đó, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI của đất nước Nam Á này liên tục đứng trong kỷ lục thế giới trong 8 năm liên tiếp. Họ cũng đạt được nhiều thành tựu lớn trong công nghệ thông tin và cả hàng không vũ trụ, điều mà hầu hết các quốc gia trên thế giới phải ngưỡng mộ. Tuy GDP thuộc top 5 nền kinh tế mạnh nhất, thế nhưng do dân số quá lớn đến 1,3 tỷ người, nên GDP bình quân đầu người của Ấn Độ chỉ rơi vào khoảng hơn 2.100 đô la. Con số này rất thấp khi nằm trong top 120. GDP bình quân đầu người của nước này thậm chí còn đứng dưới cả Việt Nam khi nước ta đạt 3.100 đô la trên một năm. Thế nhưng đó chỉ là cách tính bình quân. Thực tế chênh lệch giàu nghèo quá lớn đã khiến cho người dân ở nước này chỉ kiếm được dưới 500 đô la trên một năm. Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2022, Ấn Độ mỗi ngày sản sinh ra 70 triệu phú. Tuy nhiên, gần 800 triệu người dân tại đây vẫn phải phụ thuộc vào chương trình trợ cấp lương thực của chính phủ. Với họ thì việc được ăn no hàng ngày thôi đã là điều mơ ước, chứ đừng nói gì đến những thứ cao xa hơn. Ngay ở thủ đô New Delhi đã thể hiện rất sâu sắc sự phân hóa giàu nghèo. Một chương trình truyền hình thực tế đã đến với một gia đình của một người phụ nữ 32 tuổi tên là Nasreen Khatun đang sống cùng hai đứa con. Họ đang sống trong một khu ổ chuột ở New Delhi. Người phụ nữ này thú nhận luôn sống trong cảnh bữa đói bữa no. Bữa có sữa thì thiếu đường, có đường thì thiếu sữa. Trước khi đi ngủ mỗi tối thì họ đều không biết liệu ngày mai có chút gì bỏ vào bụng hay không. Khi trả lời phỏng vấn thì chị đã khóc vì nhìn các con liên tục kêu đói hàng ngày, không biết liệu mình còn thoi thóp được đến khi nào. Thế nhưng đó chưa phải là tình cảnh thê thảm nhất. Cô bé Sonia Kumari mới 5 tuổi ở bang Uttar Pradesh đã qua đời sau 15 ngày gần như không có chút gì để ăn. Đúng 15 ngày nhịn đói quả là một con số thật thương tâm. Cô bé cùng gia đình đã trải qua hơn 2 tuần xin ăn, thế nhưng chỉ có thể nhận được một ít bánh quy từ hàng xóm bởi họ cũng đói như nhau. Đó chỉ là một trong số hàng trăm đứa trẻ thiệt mạng hàng năm do thiếu ăn tại Ấn Độ. Kết quả là 800 triệu người dân tại đất nước Nam Á này phụ thuộc vào chương trình an ninh lương thực của chính phủ. Thế nhưng chương trình này luôn lâm vào tình trạng thiếu vốn. Các nhà nghiên cứu ước tính thêm 100 triệu người Ấn Độ cần trợ cấp lương thực để tồn tại, thế nhưng không được đưa vào chương trình. Những gia đình như ba mẹ con Nasreen Khatun cũng nằm trong số đó. Chính phủ thông báo sẽ bổ sung thêm 10 triệu người nữa vào danh sách trợ cấp và cô hy vọng mình may mắn nhận được thẻ cấp khẩu phần ăn. Thế nhưng thật bất hạnh khi cuối cùng cô đã bị loại. Một kịch lý xảy ra khi Ấn Độ luôn bị xếp vào một trong những quốc gia bị đói ăn nhiều nhất trên thế giới khi xếp tận vị trí thứ 107 trên 121 vào năm 2022. Việc xếp hạng này dựa trên những số liệu về suy dinh dưỡng, gầy còi. Thực tế thì hơn 1/3 trẻ em tại nước này bị suy dinh dưỡng, 1/3 bị còi cọc và không có dấu hiệu cải thiện. Nhiều đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nặng khi trọng lượng quá thấp so với chiều cao. Những điều này tất nhiên sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Và khi quá đói nghèo như thế thì nơi trú chân chủ yếu của đa phần dân Ấn Độ chính là các khu ổ chuột. Tại các siêu thị khổng lồ như là New Delhi, Mumbai, Kolkata, bên cạnh những tòa nhà cao chọc trời, những trung tâm thương mại hiện đại là một hình ảnh tương phản của những khu nhà nhếch nhác, bẩn thỉu.
nơi ấy con người sống chung với chuột rán với mật độ tới 1 triệu người chỉ trong 1 km², lớn hơn gấp 20 lần những thành phố lớn như là Paris, London. Lưới điện tại nơi đây không ổn định và nước chỉ có trong 2 tiếng mỗi ngày. Hệ thống nước thải thì không tồn tại nên rác rưởi được xả thẳng ra các con kênh đen ngòm. Thế nhưng chính những khu ổ chuột lại là nơi nuôi sống hàng triệu người. Đây là cơ sở của hàng loạt doanh nghiệp nhỏ liên quan đến việc thu mua ve chai, sữa chứa, tái chế các vật dụng hỏng hóc hoặc thậm chí là cả những nơi may vá các món đồ phế thải để làm quần áo. Lao động ở đây làm cật lực mỗi ngày chỉ để kiếm 1 đến 3 đô la. Thế nhưng cũng không phải lúc nào cũng có việc bởi dân số quá đông và sự cạnh tranh quá lớn. Thế nhưng đó vẫn còn là may mắn, có những người không đủ sức khỏe còn không thể cạnh tranh được mức lương còm cõi ấy nên rơi vào cảnh đói ăn thường xuyên. Mà khi đã đói thì sức lực còn chẳng có để mà làm việc nên chỉ thoi thóp chờ chết mà thôi. Hy vọng vào trợ cấp từ chính phủ là một điều xa xỉ, và thực tế thì nó lại là một sự chạy đùa khác. Hàng trăm triệu người Ấn Độ còn chẳng đủ sức để cạnh tranh cho một tấm vé trợ cấp đến được tay của mình khi họ gần như là đang hít xương để sống. Quả là một sự thật quá nghịch lý. Khi Ấn Độ là một trong những quốc gia hùng mạnh, kinh tế quân sự luôn thuộc top hàng đầu của thế giới. Đây còn là nơi sinh sống của hơn 100 tỷ phú đô la siêu giàu như là Mukesh Ambani, Gautam Adani. Tài sản luôn tiệm cận mức 100 tỷ đô la. Thực tế thì chỉ 10% tầng lớp tinh hoa của quốc gia này nắm giữ tới 77% tổng tài sản của quốc gia. Thậm chí nếu cộng tổng số tài sản của các tỷ phú tại Ấn Độ còn cao hơn toàn bộ ngân sách hàng trăm năm của cả đất nước. Vào năm 2014, một tài phiệt bất động sản tại nước này đã từng đặt 60 chiếc đồng hồ Rolex trị giá mỗi chiếc hàng chục nghìn đô la để gửi kèm với thông điệp mời cưới con gái mình. Mà đó chỉ là hạng xoàng nếu so với đại gia Mukesh Ambani, tỷ phú giàu nhất châu Á, sở hữu dinh thự 27 tầng trị giá 2 tỷ đô la. Bất động sản này tọa lạc trên mảnh đất rộng tới 37.000 m², nằm ở phía nam thành phố Mumbai, một trong những khu vực đắt nhất thế giới. Trị giá của nó là 2 tỷ đô la, đắt thứ hai thế giới chỉ sau cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh. Tư dinh này chỉ phục vụ mỗi ông chủ Mukesh Ambani cùng vợ và 3 người con. Khu sinh hoạt chính của gia đình là ở tầng cao nhất bởi họ chủ yếu di chuyển bằng trực thăng. Ngôi nhà có tới 3 bãi đáp máy bay để tiện đi lại. Một tầng được sắp xếp thành rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi. Ngoài ra ở các tầng khác còn được bố trí thành salon làm đẹp, tiệm kem, phòng tập, spa và đặc biệt là cả một phòng tạo tuyết để tránh nóng trong những ngày oi bức. Được biết, tỷ phú này phải thuê tới 600 nhân viên mới đủ vận hành tòa nhà này. Mukesh là vị chủ tịch tập đoàn đa ngành Reliance Industries. Tập đoàn này hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực như là kinh doanh dầu khí, viễn thông đến bán lẻ tại Ấn Độ. Ông được Forbes hồi tháng 4 xếp là người giàu nhất châu Á, nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới với khối tài sản là 105 tỷ đô la. Xếp trên Mukesh Ambani trong danh sách tỷ phú thế giới chính là người đồng hương Gautam Adani. Người đàn ông này sở hữu tài sản là 144,5 tỷ đô la, xếp thứ 3 thế giới chỉ sau 2 tỷ phú Elon Musk và Bernard Arnault. Tuy dinh thự của Adani không to lớn bằng Ambani khi chỉ có 2.300 m² và 7 phòng ngủ, 6 phòng khách và phòng ăn, thế nhưng tỷ phú giàu nhất Ấn Độ lại có thú vui khác. Ông sở hữu 3 máy bay phản lực riêng, mỗi chiếc trị giá khoảng 10 triệu đô la. Ngoài ra tỷ phú này còn có hàng chục chiếc siêu xe từ Rolls-Royce, Land Rover đến Ferrari và BMW. Được vào làm phục vụ trong gia đình các tài phiệt Ấn Độ này có lẽ là giấc mơ điên rồ nhất với hàng trăm triệu người nghèo đói ngoài kia. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự bất bình đẳng quá lớn như thế? Bởi các chương trình trợ cấp của Ấn Độ tuy rằng được rất nhiều người giàu tài trợ, thế nhưng lại thường xuyên thiếu kinh phí. Nguyên nhân chủ yếu là từ tệ nạn tham nhũng của các cấp chính quyền nơi đây. Sự bất bình đẳng khi những người nghèo nhất lại là những người được nhận ít nhất, mặc dù đáng lẽ họ phải là đối tượng được ưu tiên hàng đầu. Các quan chức các cấp thì thi nhau cắt xẻo từng đồng trợ cấp, khiến cho những người ở đáy xã hội không còn gì. Bất công về thuế cũng là một nguyên nhân khác. Thật trớ trêu khi những người nghèo phải chịu thuế với tỷ lệ phần trăm còn cao hơn cả những người giàu. Trong khi thuế dành cho các doanh nghiệp thì đang được giảm, thì thuế dành cho người nghèo lại càng tăng. Điển hình hiện tại, một người sống trong khu ổ chuột cùng chịu thuế là 12% với một triệu phú khi mua một gói bơ đậu. Sự phân biệt tôn giáo, giới tính và đẳng cấp xã hội cũng ngày càng đào sâu khoảng cách đói nghèo. Những người nếu sinh ra ở tầng lớp thấp thì mãi mãi sẽ bị đánh giá là tầng lớp thấp dù họ có nỗ lực đến đâu. Điều đó khiến họ rất khó trong việc tìm kiếm việc làm, nhận trợ cấp. Sự phân biệt ấy sẽ đeo bám họ cho đến hết cuộc đời. Thêm vào đó thì phụ nữ sau khi lấy chồng cũng sẽ không có quyền được sở hữu tài sản. Sau hôn nhân, họ cũng không có quyền được mua sắm hay đầu tư cá nhân, tất cả đều phụ thuộc vào người chồng. Chẳng may nếu lỡ hai người ra tòa ly dị thì người phụ nữ sẽ ra đi tay trắng và sẽ rơi vào tầng lớp nghèo đói không thu nhập. Nghèo đói luôn dẫn tới hệ quả là tệ nạn xã hội. Tỷ lệ trộm cắp cướp giật ở các khu ổ chuột tại Ấn Độ ngày càng gia tăng. Đặc biệt ở nước này,
phần trăm phụ nữ bị lạm dụng tình dục cao nhất thế giới. Người ta thường xuyên thấy trên báo đài những sự việc thương tâm khi mà các cô gái bị tấn công tình dục thô bạo, dẫn tới nhiều nạn nhân phải qua đời. Tuy nhiên, những kẻ thù ác thì gần như không bị trả một cái giá quá đắt nào cả. Đánh thuế cao cho người giàu sẽ là một lựa chọn cho chính phủ để giải quyết tình trạng đói nghèo. Thế nhưng cho đến khi nước này giải quyết được tình trạng tham nhũng ăn sâu vào hệ thống chính trị, thì nếu không, tiền thuế ấy cũng chẳng tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.